Đây. Ôi xài vào đây rồi thì mày như nào đấy. Xong cá. Ui giải mất một con rồi. Thế điền. Hai con mất một con. Hai con liền có liền lúc nhưng mà cầm vướng cầm máy mất mẹ một con. Giảm thế. Đóng lưng à? Đóng thẳng lưng luôn. Ui đóng vây chứ, đóng vây này. Tí vây rồi. Vãi chưởng. Anh già, anh già, anh già. Anh già. Anh già, anh già. Báo cá, bác con ơi, báo cá. Anh già, anh già, anh già. Anh già. Em con này có xịt đâu mà chuẩn bị vặt em đi vặt tôi xịt mẹ mất ông kết nhé quấn được cầm thêm rồi quấn luôn đừng gặp nhau đổi tay lái đuổi tay lái con này mà sống thì thôi ủi lên luôn nha nó sống mấy móc đá tiếp nha nhắc tiếp nha anh em chúng ta xịt mất cọ bong mẹ mất con này thì hết bong mấy lưỡi con này lưỡi mồm nó sẽ rơi. Đây, vừa làm con rồi làm con này. Thế đấy là xịt tới là con đấy. Mãi quay quá. Ok. Xin chia sẻ em là ít phần lắm. Thank you.
giời ơi. Điên chứ. Tỏ mắt trưởng luôn. Ấy da. Cá tiếp à anh em ơi. À con gì đấy? Chép thì để vào đây. Đây ngày của chép đây anh em ạ. Đây nào. Đừng bong nha, đừng bong nha. Ui không xịt được rồi. Vào đây rồi em ơi. Không xịt được rồi. Quá đẹp. Bé thứ ba anh em nhá. Nay thống nhất là câu khoảng 10 con về. À, hai bé này cũng to phết đấy. Ấy da. Ok. Này phải lấy thêm mấy cái chậu nữa. Mày. Yeah, cầm cân xem này. Cần kéo rong này lên anh để anh nhà quay xem thế nào nào. Không biết to hay không nhưng mà không thể để xịt được nữa. Được rồi, vào rong không? Đây rồi. À đây rồi. Ui trời ơi. Đừng để bong nhá, đừng để bong nhá. Bóc cá nhé em ơi. Cá anh em ơi. Ôi xài vào đây rồi thì mày như nào rồi. Mấy cân đây. Con này phải vài cân. Con cân được cân giữa 2 cân đấy. Hơn cân anh em nhá. Một cá nhá. Ấy xà, ấy xà. Bật ra luôn, ui mẹ mày lên đây phát bong. Vãi. Này cho kia hơi chặt rồi. Đây. Kính thưa cả nhà. Nó vào đây tự nhiên nó lạc rồi các em rồi. Mà cần này cũng bị mất hút luôn rồi. Cái này vẫn trên bờ. Rồi. Ok ok anh em nhá. Bay đi câu ok đấy. Đẹp rời phong thủy được. Còn chép rồi, chép ngon nhá.